và chất lượng tốt nhất trong suốt mọi thu hoạch. Dù ở bất cứ quốc gia nào thì táo Washington vẫn đáp ứng được các yêu cầu cao về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Và đặc biệt khi tới tham gia đại gian hàng của chúng tôi, quý vị sẽ được thưởng thức những miếng táo Washington ngon tuyệt và tham gia những trò chơi sôi động. Quý vị sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn và dễ thương đến từ chương trình. Và bây giờ đó là trò chơi đầu tiên. Có ai muốn tham gia trò chơi điểm hình của chúng tôi không ạ? Vâng, trò chơi điểm hình rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần quan sát đúng hai bức hình nhỏ và quan sát đúng bức hình nhỏ trên trong khoảng 30 giây. Sau đó, quý vị hãy sắp xếp lại bức hình đó như bức hình đó trong vòng 1:30 giây. Ai sắp xếp nhanh hơn thì sẽ là người chiến thắng. Vâng ạ, xin mời các bạn hãy tham gia được. Vâng, xin mời bạn ạ. Vâng, tôi cần một người chơi nữa. Anh Vĩ Tư Lê ạ, đây là trò chơi rất đơn giản đấy ạ. Rồi, em thích hơn. Vâng ạ, một trò chơi rất đơn giản ạ. Xin mời bạn hãy cùng tham gia chương trình để nhận được những phần quà dễ thương của chúng tôi. Xin mời các bạn ạ. Có ai muốn tham gia chương trình? Vâng ạ, xin mời bạn ạ. Hai bạn đã hiểu luật chơi của chúng tôi chưa? Đã hiểu chưa? Vâng, và bây giờ trò chơi bắt đầu. Hãy nhanh tay để sắp xếp những bức hình đúng như bức hình ban đầu. Vâng, hãy quan sát kỹ. Hãy sắp xếp ở phía dưới trước. Ở phía dưới trước các bạn sẽ sắp xếp dễ hơn. Hãy quan sát kỹ. Chúng ta chỉ có 1:30 giây để sắp xếp lại bức hình đó như ban đầu. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho hai người chơi đi ạ. Cố gắng lên ạ. Thời gian sắp đến ạ. Hãy đếm 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vâng, xin chúc mừng bạn đã trở thành người thắng cuộc. Vâng, bạn đã nhận được một chiếc ly nhựa rất dễ thương đến từ chương trình. Và bạn có cảm nhận như thế nào sau khi tham gia chương trình của chúng tôi ạ? À, mong một kiệt cử rất là cao đẹp và này muốn dành món quà này cho người bạn của mình. Vì hôm nay là sinh nhật vậy, bạn có cảm nhận như thế nào ạ? Vâng ạ, và tôi nghĩ nếu như bạn hãy vào trang web của chúng tôi để mua táo Washington thì đó là một quà sinh nhật tuyệt vời nhất. Vâng, cảm ơn các bạn cho ngày sinh nhật ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình ạ.